Cháu 11 tháng, thế nhưng mà cháu rất là hay ốm vặt, ỏ còi cọc biếng ăn, chậm tăng cân. Đấy thì em đang muốn nhờ anh Vinh tư vấn giúp là với cái trường hợp như thế thì em sẽ tư vấn sử dụng sản phẩm như thế nào ấy ạ? À, bây giờ cái việc đầu tiên á, là chắc chắn cái đường ruột của bà bạn ấy không tốt á, thì mình cái đầu tiên nhất là mình khuyên là mỗi ngày dùng 6 giọt Pyrobebe. Tại vì một đứa trẻ bình thường mình vẫn luôn luôn muốn cho mọi người sử dụng cái đó với 6 giọt. 6 giọt để làm gì? Để cho nó cung cấp cái loại vi khuẩn tốt nhất của đường ruột mình là 4 con Bifidobacterium. Và trong đó nó có đủ luôn là 400 UI vitamin D3. Như vậy mình tạm gác qua cái yếu tố là bổ sung D3 ổn theo cái tiêu chuẩn của Y tế thế giới khuyên khi dùng cho mọi đứa trẻ. Và đồng thời cái công thức này là công thức nó hoàn chỉnh cái vi sinh bifido cho ruột luôn á. Nhưng vấn đề của bé bây giờ mình cần một sự hỗ trợ liều cao trong một thời gian nhất định, là mình sẽ dùng KitLab. Để tại vì cái bifido 4-bifido này á, nó làm nhiệm vụ ruột già, mà ruột già nó quan trọng nhất cho nên nó là nền tảng quan trọng nhất. Nhưng mà bây giờ hiện tại trong tạm thời bé đang có vấn đề thì mình bổ sung thêm KitLab là vì sao? Để cho nó trải dài từ ruột non tới ruột già, có đủ các cái chủng để đem lại cái nhanh hơn cái sự cân bằng. Lúc này mình không thể vì cái điều này mà mình bổ sung thêm tới 3 lần cái Ryzobé, nó sẽ bị dư cái liều vitamin D3 đó. Cho nên mình sẽ bổ sung KitLab là lý do như vậy. Còn nếu như mà không có D3 thì dĩ nhiên là mình sẽ khuyên ngay lập tức là bổ sung thêm một ngày 3 lần cái Ryzobé. Nhưng điều đó không cần thiết và không nên. Đó. Cho nên đầu tiên mình xác lập là dùng ngay cái Ryzobé là giống như một đứa trẻ bình thường và mình chăm sóc cho cái chiều cao và tăng trưởng trong tương lai của nó. Còn bây giờ mình giải quyết cái trước mắt là dùng KitLab. Mà trong trường hợp 10, 11 tháng này thì mình cứ nghĩ đơn giản á, là đứa trẻ nó đã ăn thì cái chế độ ăn nó bắt đầu cái hệ vi sinh nó đa dạng mà nó tạp rồi, nó bắt đầu cần một cái lượng lớn chứ không phải là đơn giản đâu. Thí dụ như đứa trẻ còn 2-3 tháng tuổi còn chưa đụng tới cái thức ăn dặm, dưới 6 tháng tuổi á, thì lúc này mình sẽ khuyên dùng á, là 1-2 gói cái lắc là đã ok. Nhưng trong trường hợp của bé đó là bé dùng phải từ 2 đến 3 gói cái lắc ở giai đoạn đầu tiên để tái lập lại cái hệ vi sinh, gọi là tái lập cái sự cân bằng. Cho nên cho bé dùng, bây giờ đề xuất luôn, cho bé dùng thử với cái liều là 2 gói sáng và chiều. Rồi thì bé còn nhỏ như vậy thì có thể là mình pha thẳng vào sữa cũng được. Còn nếu mà mình chủ động mình tách ra, mình pha riêng tức là pha nó bằng cách là mình pha với một chút xíu nước, nó sẽ thành một hỗn hợp dẻo 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 cho bé ăn, thì cách đó là cách ưu tiên số 1. Còn thấy muốn tiện, muốn muốn cho nhanh thì cứ pha vào sữa, nhưng với điều kiện là không được để sữa quá nóng. Có nghĩa là ấm ấm trở vào hoặc là bình thường là ok. Hoặc là mình pha xong để nó nguội nguội xong rồi để vô mình lắc. Thì lúc đó cái nhiệt độ của nó dưới 40 độ C. Thì mình chỉ cần mình dùng như vậy thôi. Cái một thời gian cái đường ruột nó đổi lại. Ví dụ như hồi xưa giờ mình nhận thấy phân không đẹp. Phân đẹp là tự động bé sẽ hấp thu thôi. Đấy. Khi hấp thu tốt rồi á, thì mình hoàn toàn có lý do để hoàn toàn có lợi và tốt nếu như mình chủ động dùng cho bé 1-2 gói một ngày, hoặc không dùng nếu đường ruột vẫn bảo đảm tốt thì cũng cũng tốt cả. Nhưng mà riêng cái Pyrobe thì mình nên khuyên là nên dùng. Và anh ơi, thế thì cho em hỏi là cái bray đồ bé bé đấy 6 giọt một ngày ấy, thì mình dùng trong bao lâu? Thật ra cái nghiên cứu mà để tăng cái chiều cao cho người Hàn á, là dùng 24 tháng. Các bạn hay đã bên có chia sẻ nhiều lần trên Zoom á, là người Hàn hiện tại là chiều cao của họ là 1m75. Thành ra nếu như đường ruột mình cứ hình dung như là đường ruột của con mình được chăm từ lúc mang thai, rồi trong quá trình sinh ra được dùng những sản phẩm này ngay từ đầu, thì nó sẽ không có ói ọc nè, không có bị chàm lắc sữa nè, không có bị khóc dạ đề nè, không có bị đau bụng nè, bé cứ bình thường tăng cân đều, và thậm chí nó sẽ tăng cân mà không bị dư cân. Nó hay vậy đó.
Có nghĩa là một đứa trẻ tăng mà tăng bụ bẫm mà bị dư cân á, là coi chừng nó cũng bị chậm chiều cao. Nó cái quy luật của cái bộ ruột của mình nó như vậy đó, nó sẽ quy định bởi cái các cái loại vi sinh bifido tốt đó, cho nên sau này đứa trẻ nó sẽ tăng tối đa chiều cao. Cho nên ở đây lời khuyên là nếu như bên khuyên thì bên sẽ khuyên là phải khuyên mà dùng đến 24 tháng, tại vì bản thân cái tức là riêng cái quy định của Tổ chức Y tế Thế giới ấy, là nên dùng 400 UV vitamin D3 trong một ngày. Trẻ các bạn lưu ý, bây giờ mà hồi xưa mình đôi khi mình thấy là vì vì mình sai lầm mới khuyên trẻ là tắm nắng, nhưng mà tắm nắng từ 10 giờ tới 3 giờ mới có tác dụng kích hoạt cái hệ thống vitamin D3, cho nên là bây giờ cái lời khuyên đó nó trở nên thừa, thậm chí là không đúng. Tức là ta tắm tắm nắng vào vào sáng sớm á không đúng, mà trưa nắng như chừng 8 9 giờ là bắt đầu bé bị cháy da liền á. Thành ra đó là lý do tại sao khuyên dùng vitamin D3, bởi vì vitamin D3 nó không có dễ có trong thực phẩm bình thường, đặc biệt trong sữa mẹ nó cũng không đủ như vậy. Vâng, vậy là dùng 6 giọt và sáng 1 gói, chiều 1 gói. Khi nào Đúng rồi, sáng mà gì mình thiết lập luôn đi, một tuần đầu tiên là sáng 1 2 gói, chiều 2 gói, đúng rồi, thiết một lập 1 đến 2 tuần. Dấu hiệu nhận biết là con mình phân tốt, phân đẹp, phân khuôn, đúng. chỉ có vậy thôi là mới ổn đấy, chứ không 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 đẹp, không khuôn, không không ổn là coi như không thể tốt, gọi là tốt được. Vâng, và dùng trước ăn đúng không anh? Đối với bé thì không cần thiết đâu, đối với người lớn mình thì mình dùng buộc phải dùng trước ăn, lý do là cái đại tràng mình nó bẩn cho nên dùng trước ăn để nó cấy vào, nó tái tạo, cộng với cái việc mình uống nước. Còn đứa trẻ nhỏ nhỏ này mình đâu có khuyên cái kiểu vậy, cho nên dùng lúc nào cũng được.